nghịch tử loanh quanh chối tội sau khi giày vò cha đến tử vong. Khởi tố vụ sập nhà đang thi công khiến 3 người tử vong ở Thái Bình. Phát hiện 10 nam nữ mở tiệc ma túy tại quán karaoke. Bắt giữ thanh niên trộm xe máy ở Lâm Đồng, mang đến Bình Phước tiêu thụ. Trách nhiệm nhà trường và nhà thầu vụ 320 phương tiện của sinh viên bị thiêu trụi. Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của báo Sức Khỏe và Đời Sống. Vừa rồi là một số thông tin chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Còn bây giờ xin mời quý vị đón xem phần tin chi tiết. Ngày 13 tháng 12, phiên tòa xét xử nghịch tử Nguyễn Anh Khoa về tội sát hại người và nạn nhân chính là cha ruột đã được diễn ra. Mặc dù đã cướp đoạt mạng sống của cha, vậy nhưng đứng trước hội đồng xét xử, đứa con trai này vẫn tiếp tục quanh co chối tội. Hiện vụ án đã được trả hồ sơ để tiếp tục điều tra thêm về hành vi cướp tài sản và sát hại người có tính chất côn đồ của đối tượng. Ngày 13 tháng 12, Tòa án Nhân dân TP HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Anh Khoa, 31 tuổi, ngụ tại quận Phú Nhuận, TP HCM về hành vi sát hại người. Nạn nhân chính là cha ruột của anh ta. Theo truy tố, cha mẹ ly hôn, Khoa sống với cha là ông Nguyễn Văn Bảng. Tuy nhiên, trong quá trình chung sống, cha con Khoa thường xuyên xảy ra mâu thuẫn và kết quả Khoa đã ra tay đoạt mạng cha ruột của mình. Cụ thể, ngày 27 tháng 5 năm 2022, Khoa hỏi ông Bảng về giấy tờ của căn nhà, nhưng ông Bảng không trả lời, dẫn đến hai cha con cãi nhau. Nghi ngờ ông Bảng đem giấy tờ nhà cầm cho ngân hàng để vay tiền, đi đầu tư đất, nên Khoa ép cha mở két sắt để kiểm tra. Tuy nhiên, trong két chỉ có giấy tờ cá nhân của ông Bảng và một số nhẫn vàng bạc. Bực tức, Khoa nhốt cha vào phòng trống trên tầng 2, khóa trái cửa, thu điện thoại để cha không liên lạc được với bên ngoài. Trong thời gian nhốt cha từ ngày 22 tháng 5 đến ngày 6 tháng 6 năm 2022, Khoa liên tục hỏi về giấy tờ nhà, nhưng ông Bảng không nói, nên đứa con nghịch tử giày vò thể xác của cha. Sau đó, đứa con bất hiếu ép cha của mình chuyển vào tài khoản 190 triệu đồng. Tới sáng ngày 6 tháng 6 năm 2022, thấy cha có dấu hiệu đuối sức, Khoa cho ông Bảng uống 2 viên thuốc giảm đau rồi bỏ ra ngoài. Một lát sau quay lại thì phát hiện, ông Bảng có tình trạng sù bọt mép. Thay vì đưa cha tới bệnh viện thì đối tượng tiếp tục thao tác mạnh, khiến lúc sau ông Bảng tử vong. Thấy cha đã qua đời, Khoa lấy chăn đắp lên người, rồi gom đồ dùng cá nhân, một số miếng kim loại màu vàng, nhẫn vàng bạc rồi khóa cửa bỏ đi. Sau khi gây án, Khoa gọi điện thoại cho anh C là con nuôi của mẹ Khoa kể lại sự việc. Sau đó, anh C đã nhờ người điện thoại báo công an. Theo kết luận giám định, nguyên nhân tử vong của ông Bảng là bị ngạt do chèn ép. Tại phiên tòa xét xử mới đây, Khoa khai, bị cáo chuẩn bị dọn ra ngoài ở. Bị cáo sợ ông ấy đem giấy tờ nhà đi cầm rồi đầu tư lung tung vì ông ấy bị lừa nhiều rồi. Vì vậy bị cáo mới đòi xem giấy tờ nhà. Dù thừa nhận hành vi dã man của mình với cha ruột, nhưng Khoa bao biện rằng muốn giữ tài sản và danh dự cho cha. Khoa cho rằng cha anh ta chỉ nghĩ tới tiền. Trước thái độ và lời khai của Khoa, vị thẩm phán phải lên tiếng, bị cáo có hối hận không? Trong suốt quá trình xét hỏi, tòa chỉ thấy bị cáo đổ lỗi cho cha mình. Lời khai của bị cáo thể hiện tất cả chỉ nhắm tới tài sản của cha mình. Lúc này Khoa vẫn ngoan cố. Bị cáo hối hận, bị cáo không có nhắm vào tài sản của cha. Bị cáo chỉ lo cho ông ấy trước khi chuyển ra ngoài sống. Mặc dù đứa con nghịch tử đã xuống tay sát hại cha không thương tiếc, vậy nhưng hội đồng xét xử bất ngờ trả hồ sơ vụ án, đề nghị điều tra thêm hành vi cướp tài sản và sát hại người có tính chất côn đồ. Sinh con ra, cha mẹ nào cũng mong con ngoan ngoãn, có hiếu. Thế nhưng trong trường hợp này, nạn nhân lại không thể nhận lại sự chăm sóc của con, mà thay vào đó là sự giày vò. Quá xót xa cho người cha trong vụ việc. Liệu nghịch tử trong vụ việc này sẽ phải đối mặt với bản án cuối cùng nào? Thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật tới quý vị. Thưa quý vị, liên quan đến vụ sập nhà đang thi công ở Thái Bình khiến 3 công nhân thiệt mạng và nhiều người khác bị thương gây xôn xao dư luận. Được biết, thời điểm xảy ra vụ việc có 13 công nhân đang thi công. Mới đây, vụ việc đã được khởi tố để điều tra xử lý theo pháp luật. Theo như thông tin trước đó, khoảng 15 giờ chiều ngày 12 tháng 12, tại công trình xây dựng nhà ở của ông Nguyễn Văn Đoàn thuộc khu dân cư Cánh Đồng Miễu, tổ dân phố Bao Trình, thị trấn Diêm Điền, đang thi công đổ mái tầng 1, thì bất ngờ ngôi nhà bị sập mái. Thời điểm xảy ra vụ việc tại công trường có 13 công nhân. Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn lao động, chiều ngày 12 tháng 12, cơ quan chức năng huyện Thái Thụy đã điều động nhiều lực lượng và phương tiện đến hiện trường giải thoát những người bị mắc kẹt bên trong. Đến 21 giờ 15 phút, công tác cứu nạn cứu hộ tại hiện trường thực hiện xong. Theo báo cáo, danh tính 3 người tử vong, gồm ông Đào Văn Nhất, sinh năm 1960,
và ông Vũ Đình Thụy sinh năm 1974 tử vong tại hiện trường. Riêng bà Nguyễn Thị Ca sinh năm 1981 tử vong trên đường đi cấp cứu tại bệnh viện. Còn 5 người bị thương còn lại đang được cấp cứu điều trị theo dõi sức khỏe tại bệnh viện. Trong báo cáo của Ủy ban Nhân dân huyện Thái Thụy, gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình nêu rõ, đây là vụ tai nạn lao động rất nghiêm trọng. Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thái Thụy đã khởi tố vụ án vi phạm quy định trong xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng để điều tra xử lý theo pháp luật. Được biết, sau khi xảy ra vụ việc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình cùng lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện, Hội Chữ thập đỏ huyện thăm hỏi động viên những người bị thương tại Bệnh viện Đa khoa Thái Thụy. Rất nhiều những vụ tai nạn lao động xảy ra trong quá trình xây dựng nhà cửa. Vậy nhưng nhiều công trường thi công vẫn không thắt chặt sự việc để tiếp tục làm xảy ra những sự việc không mong muốn. Hy vọng vụ việc trên nhanh chóng được làm rõ, đồng thời cơ quan công an cần triển khai những công trường đang thi công, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người lao động. Hiện công an huyện đã báo cáo công an tỉnh Thái Bình tổ chức khám nghiệm hiện trường và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ sập mái nhà để xử lý vụ việc. Vừa qua tại thành phố Cao Bằng, trong quá trình kiểm tra một quán karaoke trên địa bàn, đã bắt quả tang 10 đối tượng nam nữ đang sử dụng trái phép chất ma túy. Ngay sau đó, các đối tượng được mời về trụ sở công an, làm rõ về hành vi tàng trữ ma túy. Theo đó, ngày 11 tháng 12, Công an thành phố Cao Bằng đã bắt quả tang một nhóm 10 đối tượng nam nữ có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại một quán karaoke trên địa bàn phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng. Tang vật thu giữ 2 viên ma túy tổng hợp 0,21g, 1,27g ketamine. 10 đối tượng bị bắt quả tang gồm 5 nam, 5 nữ, trong đó đối tượng Phan Thanh Sơn sinh năm 1988, trú tại tổ 11, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. 9 đối tượng còn lại có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Đối tượng lớn tuổi nhất sinh năm 1983 và đối tượng nhỏ tuổi nhất sinh năm 2008. Ngay lập tức, 10 nam nữ thanh niên được đưa về cơ quan công an lấy lời khai và điều tra hành vi phạm tội. Mới đây, Công an thành phố Cao Bằng đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Phan Thanh Sơn về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng còn lại để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Mới đây, một thanh niên trộm nhiều chiếc xe máy đắt tiền ở tỉnh Lâm Đồng đã bị bắt giữ để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Đối tượng này sau khi trộm nhiều chiếc xe chót lọt mang đến khu vực cửa khẩu ở tỉnh Bình Phước và Tây Ninh tiêu thụ. Theo điều tra, trong thời gian từ tháng 9 đến tháng 10, đối tượng Nguyễn Anh Tuấn, 30 tuổi, ngụ tại xã Lộc Quảng, huyện Bảo Lâm, đến xã Lộc Quảng, huyện Bảo Lâm và xã Lộc Thanh, thành phố Bảo Lộc, gây ra 8 vụ trộm cắp xe máy. Ở huyện Bảo Lâm, Tuấn đã trộm 6 xe máy đắt tiền như SH, Winner, Suzuki Sport và 2 vụ trộm xe máy ở thành phố Bảo Lộc. Hàng loạt xe máy bị mất trộm được người dân khai báo với công an. Sau khi tiếp nhận tin báo, đội cảnh sát hình sự công an huyện Bảo Lâm đã phối hợp cùng công an xã Lộc Quảng xác minh và phát hiện kẻ tình nghi gây ra nhiều vụ trộm là Tuấn, nên đưa Tuấn vào diện theo dõi quản lý nghiệp vụ. Đến khoảng 1 giờ sáng ngày 14 tháng 11, Tuấn đi bộ từ hướng ngã ba xã Lộc Ngãi về hướng xã Lộc Quảng, rồi đột nhập vào nhà một người dân lấy trộm xe máy Suzuki mang biển số 59I128939 thì bị người trong nhà phát hiện. Tuy nhiên, Tuấn vẫn kịp bẻ khóa, chạy chiếc xe này đến Bình Phước tiêu thụ. Sau đó, Tuấn bị công an huyện Bảo Lâm triệu tập và bắt giữ. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận thường lang thang trong khu dân cư, quan sát những xe của người dân để trước nhà, không có người trông coi, rồi dùng van bẻ khóa lấy xe mang đến tỉnh Bình Phước tiêu thụ. Từ lời khai của Tuấn về nơi tiêu thụ xe gian, công an huyện Bảo Lâm đã thu hồi được một số xe máy để trả lại cho người dân bị mất trộm. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bảo Lâm thông báo những người bị mất xe trong khoảng thời gian nói trên liên hệ đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Bảo Lâm để cung cấp thông tin, phối hợp điều tra. Nối tiếp chương trình sẽ là một số thông tin đáng chú ý khác mà chúng tôi vừa mới cập nhật được. Ngày 13 tháng 12, Công an huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh thông tin đơn vị đang tạm giữ Kiều Công Chánh sinh năm 1983, ngụ tại huyện Bình Chánh và Thái Văn Lộc sinh năm 1996, ngụ tại quận 8, để điều tra về hành vi cướp tài sản. Thông tin ban đầu, vào trưa ngày 12 tháng 12, chị G đang ở nhà chăm cháu thì có một nam thanh niên lẻn vào và lấy trộm 2 chiếc điện thoại đang cắm sạc. Phát hiện kẻ trộm, chị G hô hoán thì tên trộm rút dao thủ sẵn trong người uy hiếp. Thấy vậy, tên trộm cầm 2 chiếc điện thoại chạy ra ngoài rồi nhảy lên xe đồng bọn đang chờ sẵn để tẩu thoát. Ngay sau khi xảy ra sự việc, chị G đã trình báo cơ quan chức năng. Khoảng 2 giờ sau khi gây án, 2 kẻ trộm bị bắt giữ. Công an cũng đã thu hồi 2 chiếc điện thoại mà chúng cướp được của chị G.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra và làm rõ. Mới đây, Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Ca Pá Cút, sinh năm 2005, trú tại làng Hờ Náp, xã Ia Mơ, huyện Chư Pờ Rông, Gia Lai, về hành vi sát hại người. Theo cáo trạng, vào tối 21 tháng 4, Cút dẫn em gái đến nhà chị Ca Pu Bờ Lơn xin cơm ăn. Khi đến nơi, thấy mọi người đang ngồi uống rượu, nên Cút vào uống cùng. Sau đó, Cút đứng dậy đi lấy cơm cho em gái ăn, thì bị la mắng, lấy đèn pin đội đầu ném trúng vào đầu và đẩy Cút ngã xuống nền nhà. Bực tức vì bị Phem la mắng và đẩy ngã, Cút lấy con dao thủ sẵn trong túi quần ra đâm Phem. Hai bên mâu thuẫn qua lại. Lúc này Cút quay người cầm dao đâm thêm. Kết quả phiên tòa, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt Ca Pá Cút 3 năm tù. Thông tin từ Công an huyện Ba Vì cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 14 bị can đều trú tại huyện Ba Vì ở lứa tuổi từ thiếu niên về hành vi gây rối trật tự công cộng. Vụ việc được cơ quan công an xác định do có mâu thuẫn giữa Lương Thanh Tú và Bạch Bảo Long đều là học sinh lớp 11 ở huyện Ba Vì, nên vào ngày 30 tháng 11, hai đối tượng này đã rủ nhóm bạn mang theo hung khí lên bờ hồ suối 2, xã Thụy An, huyện Ba Vì giải quyết mâu thuẫn. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Ba Vì đã vào cuộc điều tra, làm rõ và vận động các đối tượng khác ra đầu thú. Vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Ba Vì triệu tập các đối tượng còn lại để xử lý theo quy định của pháp luật. Vụ việc xảy ra vào khoảng 2 giờ sáng ngày 13 tháng 12, gian hàng của bà NTL ở chợ Cẩm Thượng thuộc khu 2 phường Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương bị kẻ trộm đột nhập lấy đi một số hàng hóa. Được biết, bà NTL chuyên bán đồ tạp hóa, nhu yếu phẩm. Rất may bà L không để tài sản có giá trị và tiền mặt tại gian hàng này. Camera an ninh của cửa hàng đã quay lại toàn bộ sự việc của tên trộm. Vào dịp cuối năm, tình trạng trộm cắp tài sản thường diễn biến phức tạp hơn. Người dân cần chủ động phòng ngừa, kiểm tra lại hệ thống cửa ra vào, bảo đảm cửa được khóa chắc chắn trước khi ra khỏi nhà, cửa hàng hoặc trước khi đi ngủ. Sử dụng các loại khóa an toàn, chống cắt phá, không để tiền mặt tài sản có giá trị ở nơi dễ nhìn thấy hoặc gần cửa sổ, ô thoáng, cửa hàng. Thông tin từ Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết, khoảng 13 giờ 35 phút ngày 13 tháng 12, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an quận nhận được tin báo cháy cửa hàng cơ khí tại ngõ 54 phố Đại Linh, phường Trung Văn, Nam Từ Liêm. Sau tiếng nổ tại xưởng cơ khí, ngọn lửa nhanh chóng lan sang dãy nhà trọ và cửa hàng phế liệu tại ngõ 54 phố Đại Linh. Người dân chứng kiến sự việc cho biết họ nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra từ xưởng cơ khí. Sau đó, ngọn lửa bùng cháy dữ dội lan sang cửa hàng buôn bán phế liệu kế bên. Nhận được tin báo, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố Hà Nội đã điều động 8 xe chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đến hiện trường dập lửa. Đến 14 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Xin được chuyển sang các thông tin khác liên quan đến vụ cháy tại nhà xe trong khuôn viên ký túc xá N1, trường Đại học Hồng Đức đã thiêu rụi 320 phương tiện của sinh viên gây xôn xao dư luận. Mới đây, hiệu trưởng trường đã lên tiếng về vụ việc. Theo đó, nhà trường sẽ thỏa mãn các nhu cầu trong điều kiện tốt nhất có thể để hỗ trợ các em, để các em sẽ không có một ý kiến thắc mắc nào cả. Như đã đưa tin, khoảng 4 giờ sáng ngày 12 tháng 12, một vụ hỏa hoạn đã bất ngờ xảy ra tại khu vực nhà để xe máy, xe đạp trong khuôn viên ký túc xá N1, trường Đại học Hồng Đức, tỉnh Thanh Hóa. Vụ cháy khiến khoảng 320 xe máy, xe đạp điện của sinh viên trường Đại học Hồng Đức bị thiêu rụi hoàn toàn, khiến nhiều em có hoàn cảnh còn khó khăn, rất lo lắng vì mất phương tiện đi lại phục vụ học tập. Trước sự việc trên, hiệu trưởng trường đại học ông Bùi Văn Dũng đã lên tiếng về vụ việc trên. Theo đó, nhà trường vẫn đang chờ các cơ quan chức năng kết luận rồi sẽ có hướng khắc phục cụ thể. Ông Dũng thông tin, hiện nhà trường đã có thông báo kêu gọi cán bộ nhà trường, sinh viên, cựu sinh viên, các doanh nghiệp để có nguồn hỗ trợ cho các em bị thiệt hại, để các em mua xe đi học bình thường. Cũng theo ông Dũng, hiện nhà trường đã rà soát các quy trình trong quản lý về phòng cháy chữa cháy. Theo ông Dũng, việc đó là trách nhiệm nhà trường phải làm. Nhà trường sẽ thỏa mãn các nhu cầu trong điều kiện tốt nhất có thể để hỗ trợ các em, để các em không có một ý kiến thắc mắc nào cả. Việc phòng cháy chữa cháy vẫn luôn là vấn đề đáng quan tâm và cần được nâng cao trong bất cứ địa điểm nào. Những ngày giáp Tết Nguyên đán, thời điểm miền Bắc vào mùa hanh khô, độ ẩm trong không khí giảm mạnh, vật liệu khô rất dễ bắt cháy, càng làm nguy cơ cháy nổ tăng cao, dễ xảy ra những vụ cháy lớn. Vì vậy, mỗi người dân cũng cần nâng cao ý thức phòng cháy nổ, tránh gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Cuối chương trình là thông tin về việc diễn viên Hồng Đăng mới đây nghỉ việc tại nhà hát kịch Hà Nội. Sau những lùm xùm trước đó tại nước ngoài, diễn viên từng được khán giả yêu thích bỗng nhiên biến mất khỏi các bộ phim phát sóng trên truyền hình. Mới đây, nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu, giám đốc nhà hát kịch Hà Nội cũng đã xác nhận,
diễn viên Hồng Đăng chính thức nghỉ việc tại nhà hát. Theo đó, diễn viên Hồng Đăng đang trên đà phát triển sự nghiệp diễn xuất. Nam diễn viên bỗng trượt dốc vì ồn ào vào tháng 6 năm 2022 ở nước ngoài. Sau scandal này, nam diễn viên không có mặt trong bất cứ hoạt động hay dự án nghệ thuật nào. Vào tháng 9 năm 2022, Nhà hát kịch Hà Nội từng ra công văn về việc Hồng Đăng đi nước ngoài chưa làm đơn xin phép trong thời hạn 1,5 tháng. Hành động này vi phạm quy chế làm việc của Nhà hát kịch Hà Nội, vi phạm quy định về nghĩa vụ chung của viên chức theo Điều 16 Luật Viên chức năm 2010. Căn cứ vào các quy định hiện hành, diễn viên Hồng Đăng phải bị xem xét, xử lý kỷ luật. Tuy nhiên, căn cứ vào khoản 4, điều 3, Nghị định 112 năm 2020 của Chính phủ, ngày 18 tháng 9 năm 2020 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, trường hợp của diễn viên Hồng Đăng thuộc về các trường hợp chưa xem xét xử lý kỷ luật. Phía nhà hát cho biết, khi có kết luận xác minh thông tin của cơ quan có trách nhiệm theo quy định của pháp luật, nhà hát sẽ tiến hành xem xét, xử lý theo đúng quy định hiện hành. Thời điểm đó, nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu cũng thông tin chưa thể xử lý diễn viên Hồng Đăng bởi anh vẫn đang trong quá trình bị điều tra. Khi phía Tây Ban Nha đưa ra kết luận, phía nhà hát mới có hình thức kỷ luật phù hợp. Sau khi diễn viên này từ nước ngoài trở về, nam diễn viên không chia sẻ bất cứ thông tin gì liên quan tới ồn ào ở nước ngoài. Trên trang cá nhân, Hồng Đăng chỉ cập nhật những khoảnh khắc đời thường và hoạt động kinh doanh. Nam diễn viên cũng ẩn ý về việc tạm dừng hoạt động nghệ thuật. Mới đây, nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu, giám đốc Nhà hát kịch Hà Nội cho biết, diễn viên Hồng Đăng đã chính thức nghỉ việc tại Nhà hát kịch Hà Nội. Ngày 12 tháng 12, hình ảnh Hồng Đăng tham dự sự kiện cùng một số nghệ sĩ như Lã Thanh Huyền, Thanh Sơn, Việt Anh, Mạnh Trường thu hút sự chú ý. Khán giả đặt câu hỏi về việc nam diễn viên tái xuất showbiz sau ồn ào ở nước ngoài. Dù Hồng Đăng chưa chính thức lên tiếng, việc anh đăng tải một số khoảnh khắc gặp gỡ các nghệ sĩ trong thời gian gần đây được cho là động thái trở lại. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình phát sóng hàng ngày của chúng tôi trong buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Và quý vị đừng quên ấn like, subscribe, ủng hộ kênh của chúng tôi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.